Xin chào các anh chị và chúc mừng tất cả chúng ta đã hoàn thành buổi số 12 của chúng ta rồi. Và trong ngày buổi số 12 này là cái buổi cuối cùng và chúng ta đã hoàn thiện rồi. Không còn bất kỳ một cái âm nào nữa, không còn bất kỳ một cái luật nào nữa trong cái buổi ngày hôm nay. Chúng ta không còn phải học tất cả những cái điều đấy nữa. Cái điều khó khăn nhất là chúng ta đã vượt qua rồi và chúng ta đã hoàn thành rồi các anh chị. Rất là tuyệt vời và hãy chúc mừng tất cả những người tuyệt vời chúng ta đang xem đến cái buổi số 12 này. Đây chính là cái sự nỗ lực tuyệt vời, và khi chúng ta đã làm đến cái buổi số 12 này, chúng ta thấy cái sự tiến bộ của chúng ta đã rất là xa so với cái lần đầu tiên các anh chị học cái chương trình này rồi. So với lần đầu tiên chúng ta học cái bài số 1 này rồi, chúng ta đã tiến bộ cực kỳ tuyệt vời, và ngày hôm nay chúng ta sẽ không còn một âm nào nữa chúng ta cần phải học nữa. Và trong buổi cuối cùng này thì tôi muốn gửi lời đầu tiên là chúc mừng tất cả chúng ta đã trở thành những người chiến thắng, chúng ta đã trở thành những cái người tuyệt vời nhất, và chúng ta đã hoàn thiện cái phần 12 cái âm đầu tiên, 12 cái buổi đầu tiên của mình. Và trong cái phần số 2 của chúng ta chuyển sang cái phần số 2 là chính là cái phần mà chúng ta đơn giản hơn rất là nhiều, nhẹ nhàng hơn rất là nhiều, và anh chị thấy là chúng ta học sẽ cũng hiệu quả hơn rất là nhiều. Đó là chúng ta sẽ luyện tập với 36 cái parents, tức là 36 cái mẫu từ, và trong cái cuốn 36 phần mẫu từ nó chính là cái phần phía sau trong cái phần giáo trình bí mật nói tiếng Anh như người Mỹ của chúng ta. Và mỗi một lần thì chúng ta chỉ cần đọc là 4 bài thôi. Mỗi một lần chúng ta hay đọc 4 bài, và anh chị check lại cái phần mềm trong cái từ điển của chúng ta Elsa Speak, chúng ta check lại với nó thì chúng ta sẽ đọc tất cả những cái phần đó. Là và khi mà chúng ta học xong, chúng ta chuyển sang cái phần đó thì chính là những cái phần video tiếp theo trong phần 12 buổi tiếp theo, thì các anh chị sẽ được đọc, chúng ta sẽ được hướng dẫn từng cái video một, chúng ta sẽ được đọc là như thế nào, và những cái phần phụ âm đấy chúng ta sẽ ghép được như thế nào nữa, và chúng ta sẽ đọc. Và một cái bí mật đó là khi chúng ta đọc xong 36 cái phần parents đấy rồi, 36 mẫu câu đấy rồi, thì anh chị sẽ không cần phải tra từ điển nhiều nữa, chúng ta sẽ không còn phải tra từ điển nữa, và tự mình sẽ đọc được, tự mình nhìn một từ và anh chị sẽ nói lên được. Và ở bên Mỹ người ta thiết kế 36 cái phần parents này để giúp cho các bạn nhỏ có thể đọc tự mình hơn 3.000 từ. Chúng ta có thể đọc được hơn 3.000 từ trong tiếng Anh mà không cần từ điển nữa, chỉ cần đọc 36 phần parents đấy thôi. Thì trong cái phần đó thì tôi sẽ giúp đỡ cho các anh chị từng bài một, từng buổi một, chúng ta sẽ học những cái bài gì, hướng dẫn cho chúng ta từng cái phụ âm, từng cái âm một khi chúng ta ghép vào chúng ta đọc chính xác là như thế nào. Và đây là một trong những cái điều rất là phấn khích đối với tôi khi mà học xong 36 phần parents đấy, thì các anh chị hoàn toàn không cần phải sử dụng từ điển nhiều nữa, chúng ta hoàn toàn có thể bỏ từ điển sang một bên, và cái trình độ nói tiếng Anh của anh chị đã trở nên rất là hoàn thiện rồi. Và xin chúc mừng tất cả anh chị nào đang xem đến cái buổi số 12 tuyệt vời này. Và buổi số 12 này đơn giản là chúng ta sẽ tổng kết lại với nhau như vậy thôi. Và cái gì ạ? Cái phần bài tập của chúng ta trước khi chúng ta sang đến cái phần level 2 là chúng ta hãy hoàn thiện cái phần trang xem lại cái sơ đồ mind map, xem lại cái tổng hợp cái sơ đồ mind map, cái sơ đồ tư duy của chúng ta đã gồm những cái âm gì chúng ta đã được học rồi, chúng ta sẽ tổng hợp lại, review lại và những các cái luật của chúng ta trong cái phần đó thôi. Và các anh chị hãy dành thêm cái thời gian để mình luyện tập lại 12 cái phần âm long và short, cộng thêm 18 phần phụ âm, cộng thêm 5 âm other vowel sound, và cộng thêm là 9 âm vowels cộng với âm a nữa để chúng ta ghi nhớ hơn, để chúng ta bước vào cái chặng số 2 của chúng ta với cái năng lượng tuyệt vời hơn, với một cái đỉnh cao tuyệt vời hơn nữa, để chúng ta bước thêm lên một cái đỉnh vinh quang nữa. Và xin chúc mừng tất cả anh chị và hẹn gặp lại trong cái phần chương số tiếp theo của chúng ta, đó là chương số 2. Xin chào và hẹn gặp lại.